Dự báo thời tiết đêm 21 và ngày 22 tháng 1 năm 2021. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng có sương mù, nhiệt độ từ 14 đến 22 độ, vùng núi thấp nhất từ 11 đến 14 độ. Phía Tây Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 13 đến 24 độ, riêng khu Tây Bắc thấp nhất từ 11 đến 14 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng, nhiệt độ từ 17 đến 25 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ. Khu vực Tây Nguyên, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 14 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ. Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Thủ đô Hà Nội đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 15 đến 21 độ.